Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền Bun bi Mày của dân dân các bộ tộc Lào, sáng nay ngày 10 tháng 4, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố, các sở ban ngành, liên hiệp các tổ chức khu nghị Thành phố Đà Nẵng đã đến thăm chúc mừng Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Đà Nẵng. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Sufan Hadahyun chủ trì buổi tiếp đoàn. Thay mặt Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Tổng lãnh sự Su Phan Hai Đào Huy Quân đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Lào. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Bi Mai Lào, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Lào cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, tổng lãnh sự quán Lào, bà người dân lưu học sinh Lào đang sinh sống học tập làm việc tại Đà Nẵng mong muốn thời gian đến hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thắt chặt hơn tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước anh em. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Souphan Hadao Huong bày tỏ sự cảm kích trước những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho nhân dân Lào, đặc biệt là những tình cảm đồng ấm tại lễ hội Tết Bun Bi Mai Lào vừa được tổ chức mới đây ngài tổng lãnh sự chúc thành phố sẽ tiếp tục gạt hái được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội tin tưởng hợp tác toàn diện việt lào nói chung quan hệ hợp tác giữa đà nẵng các địa phương của lào nói riêng sẽ đạt nhiều kết quả mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững